Bong bóng nó nổ cái bình. Ơi đừng có thảy mặt em. Nó bình. Sợ. Bình. Trời ơi sân Hà chơi với hai trái banh quá trời bự luôn. Chị bong bóng. Ơi. Tại vì sư Hùng sân Hà biết trái banh này không? Đừng làm em sợ. Ngay giờ nó nổ ừ. Một phát là banh trên sân Hà. Đẩy ra mặt em sợ. Trời ơi nó bự quá ta ơi. Vỏ nó chạy kìa. Đã ta, cái banh bự quá vậy. Chơi ha. Bình. Bình. Thôi thôi đừng bình. Nó làm nó chạy, té. Đừng hù em nữa sao không? Té đó chơi ha. Ừ, anh hai gì cứ hù con hoài hết á. Trái đất nhỏ rồi nha hả? Ừ. Yeah. Nhưng mà trái đất ngoài đời. Nhưng mà trái đất ngoài đời. Rồi chừng em té kìa, nó bay qua bên kia kìa. Giữ ta, giữ ta, leo giữ ta. Té nè, té nè. Giỏi quá. Biết leo rồi, hết té rồi. Chạy trước hai trái banh xin. Chạy trước hai trái banh.